kho. Mọi người cứ nghĩ điện thoại giá kho chỉ bán điện thoại iPhone. Đúng, nhưng mà một phần thôi. Hiện tại điện thoại giá kho có rất nhiều sản phẩm, chúng mình cùng xem nha. Có thể kể đến ngay các sản phẩm điện thoại thông minh như iPhone, Samsung, Apple hay Vsmart. Ngoài ra còn có đồng hồ, tablet, MacBook, âm thanh, phụ kiện cùng với các chương trình ưu đãi như thu cũ đổi mới với giá cả cạnh tranh nhất thị trường hay trả góp 0% lãi suất. Đến với giá kho, bạn sẽ có được những trải nghiệm trên cả tuyệt vời, kể cả bạn là khách hàng hay nhân viên đi chăng nữa. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại 3 showroom: 121 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; 1247 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; hay 56 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Hay đặt hàng online để tiết kiệm thời gian và được giao hàng tích tắc bởi đội ngũ nhân viên siêu cưng. Điện thoại giá kho không những yêu thương chiều chuộng khách hàng mà còn chăm sóc rất kỹ càng cho từng nhân viên nữa đó. Để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đội ngũ điện thoại giá kho đang lớn lên từng ngày. Nhìn nè, nhân viên đang tư vấn ở các showroom, rồi back office, hậu phương vững chắc là đây. Sắp tới chúng mình sẽ tuyển thêm rất nhiều vị trí nữa đó. Cả đội ngũ điện thoại giá kho luôn nhớ rằng khách hàng là trọng tâm, luôn phấn đấu để khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ và cảm thấy thuận tiện nhất có thể. Không những khách hàng mà các giá kho ơ cũng được quan tâm không kém. Với văn hóa đại gia đình, mọi người trong công ty luôn yêu thương, đồng hành và hỗ trợ nhau cùng phát triển chuyên môn và hạnh phúc tại nơi làm việc của mình. Ở đây, mọi nỗ lực cống hiến đều được ghi nhận xứng đáng. Mỗi vị trí đều có lộ trình thăng tiến phát triển rất rõ ràng. Làm giỏi có thưởng, sai thì nhận lỗi để được góp ý cải thiện. Trung thực là yếu tố quan trọng để đạt được sự thành công bền vững của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Các giá kho ơ luôn trung thực với nhau và chính trực với khách hàng của mình. Luôn sáng tạo đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đặc biệt là không ngại thay đổi để bứt phá. Không chỉ mong muốn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, giá kho luôn phấn đấu để trở thành nơi làm việc hạnh phúc của nhiều thế hệ trẻ tài năng. Môi trường làm việc thực sự được chú trọng để mỗi thành viên đều cảm thấy thoải mái và tích cực hơn mỗi ngày. Văn phòng được thiết kế mở với không gian xanh, giúp việc trao đổi, làm việc đội nhóm hiệu quả hơn cũng như không bị gò bó sự sáng tạo của các bạn. Giá kho truyền cảm hứng làm việc cho nhân viên từ những điều cơ bản nhất như đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, cung cấp đầy đủ cơ sở thiết bị, vật chất cho công việc, thiết kế nên không gian nghỉ ngơi, đọc sách, vui chơi cùng nhau sau giờ làm hay không gian sinh hoạt ăn uống với đầy đủ thiết bị tiện nghi như ở nhà. Ngoài ra còn có chính sách mua hàng đặc biệt dành cho nhân viên, các hoạt động du lịch gắn kết hàng năm, các câu lạc bộ hay hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.